Xin chào mọi người, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review nick của bạn nước ép khổ qua. Ủa, mình tưởng là khổ qua hả? Tại vì miền Bắc người ta gọi là mức đắng chứ ai chả ai gọi là khổ qua bao giờ cả. Kiến thức mới được khai thông. Ở đây có cả cái trải nghiệm, có cả tuyển chọn chiến lược nổi bật và có cả cái chiêu mộ trải nghiệm trước. Đây nha, cái chiêu mộ trải nghiệm trước này thì nó là cái đăng ký để mọi người có thể trải nghiệm beta của những phiên bản sau. Đây là chiêu mộ trải nghiệm phiên bản 7.5. Hiện tại thì chúng ta đang là phiên bản 7.4. Cam kết người dùng rồi thì chính sách quyền riêng tư bla bla. Tại sao sớm thế nhở? Bây giờ thì chúng ta mới đang là tuần thứ hai thôi mà. Tuần thứ ba gì đấy của phiên bản 7.4 mà sao đã có chiêu mộ trải nghiệm trước rồi? Trước kia thì nó thường thường là nó sẽ có vào tuần thứ tư. Tuần thứ tư, nếu như là mình nhớ không nhầm là như thế, nhá, có thể là mình sẽ nhớ sai đấy. Nhưng mà mình thấy như thế này là có vẻ khá là sớm đúng không ta? Hay là đầu óc mình có vấn đề ta? Không biết nữa, nhưng mà mình thấy nó sớm thật. Ok, đây thì cũng không phải là video đầu tiên mình nói về cái beta, đăng ký beta rồi. Nhưng mà mỗi lần mình lên video review beta các thứ là có rất là nhiều bạn hỏi là đăng ký beta kiểu gì. Trời ơi, mình nhớ là trước kia mình có làm nguyên một cái video nói về cái đăng ký beta này rồi nhưng mà các bạn không có xem. Thì ok, lại một lần nữa mình sẽ lên video. Đó chính là nếu, đây này, mọi người để ý nhá. Mọi người để ý nha, lúc nào mà trong game nó có cái chiêu mộ trải nghiệm trước này thì mọi người bấm vào và mọi người sẽ đăng ký giúp mình. Đấy, và sau đó thì nếu như mọi người may mắn được trao beta thì nó sẽ có gửi về email cho mọi người. Để ý nha, bởi vì cái thông báo mình thấy nó nhanh lắm, nó mấy ngày thôi là nó mất luôn rồi chứ nó không có để treo lâu ở trên này đâu nha. Trên mọi người để ý giúp mình, please để ý giúp mình. Chiêu mộ trải nghiệm trước, cái gì quan trọng thì nói hai lần. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại review nick của bạn này. Nick của bạn này thì đã level 88 rồi. Không biết là thanh niên này còn nạp hay không. À, thanh niên này thì level danh. Và bạn ấy thì đã lên tàu được 1329 ngày. Lần đầu tiên anh nhập là vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Wow, từ năm 2018 rồi, 1300 ngày nhưng mà không nạp. Ok, vậy là chúng ta thử xem là một nông dân thì có cái vòng què gì. Sao lắm thể dùng thử này. Ngộ ha. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu rất là nhiều Valkyria. Trong đấy thì toàn là Valkyria S rank đương nhiên rồi. Valkyria A rank thì mọi người đều cày được. Bạn ấy chưa có Superwing, chưa có Phèng Hoang, rồi thì Bla Bla, rồi thì chưa có cả nòng cốt của team vật lý, đó chứ là hơi trừ Rebirth. Chưa có cả Luna, cả The Dreamer và Grabber cũng không luôn. Chắc là cũng hơi vật vã. Nick này đi MA với đi vực mà thiếu HORB với thiếu Luna là cũng hơi mệt. Bây giờ còn thiếu cả Phèng Hoang nữa luôn. Nhưng không sao, thanh niên này thì là nông dân nên là mình hiểu được cái cảm giác của bạn. Nhưng mà được cái là bạn ấy đã có tất cả những Valkyra vòng sao rồi. Thôi thì bây giờ thì chúng ta chơi mấy Valkyra vòng sao chứ ai chơi mấy va phần 1 nữa. Sau này thì cũng dần dần là sẽ out meta hết lượt thôi. Cũng hơi buồn nhưng mà biết làm nè. Buồn. Chết trong lòng một ít. Đâu nhỉ? Sâu cho team đi ha. Sâu cho team đi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sâu cái team vật lý. Team vật lý thì vừa nãy mình cũng có nói rồi, đó chính là nòng cốt là hơi trực Rebirth. Một Valkyra vừa support và vừa làm DPS rất là quan trọng thì bạn ấy không có. Hơn nữa nhân vật này cũng thuộc dạng là hơi chờ đấy, cho nên rất là nhiều bạn thích. Và cũng kiểu waifu quốc dân, ai cũng mê, ai cũng ham muốn. Con bé quá đẹp luôn. Ở đây thì bạn ấy cũng có TA nhưng mà cũng không thấy có Gear. Bạn ấy có cả SE và full set Kazene. Ok, SE full đồ BKE HUE bài hoa top. À, full đen rồi. HUE bài hoa vòng xoáy sáng tạo. Đây là một cây GK nha, cho nên là mọi người mặc dù là không cầm BKE nhưng mà cũng nên có cây này. Cứ GK là phải có sưu tầm nha, càng nhiều càng tốt. 1415 BKE HOS 1300 ngày mà mình thấy nick này có vẻ hơi bị không chơi team vật lý. Mà 1300 ngày mà không chơi team vật lý thì như nào ta? Là cũng mèo nhỉ. Còn những Valkyra còn lại thì chả có Valkyra nào ở trong meta. Mình cũng không biết là lên sâu kiểu gì đây.
Bạn này có vẻ là sưu tầm đồ A-chan nhỉ? A-chan chơi đồ này, pháo A-chan này. What the... Cái này á, cái này lấy được gì ra? Cái này hình như là nó là một cái sự kiện từ lâu lắm rồi. Rồi lượt 3 tầng phát cuối cùng nổ trúng kẻ địch có 66,7 tỷ lệ rơi một trong trạng thái suy yếu giảm tốc, kéo dài 5 giây. Pháo A-chan, vừa nãy mình thấy có cây búa A-chan đấy. Nó có đủ bộ mà, pháo A-chan này, búa A-chan này, súng A-chan này, hình có thánh giá không nhỉ? Có đại kiếm không nhỉ? À có, mình nhớ có một lần là cầm kiếm của Himiko ấy. Cái đại kiếm của Himiko hình A-chan buồn cười lắm. Đây 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 chúng ta có thánh giá A-chan này, kẹo A-chan nha, đúng đủ bộ luôn này. Chung buồn cười nhỉ. Thiền trưởng Teresa, quà Tết thiếu nhi năm nay người thích sô cô la không, kẹo táo hay A-chan nè? What? What? Nhìn hay nhỉ. Ô mọi người nhìn này, ôi mình thích cái này, mình thích cái này mọi người ơi. Trời ơi trông nó củ chuối không chịu được. Có lợi liềm ai chan không? Không không, hình không có lợi liềm. Cái đợt đấy còn chưa ra xê lê lợi hội đấy. À đâu, đây rồi, búa ai chan đây nha, đây là cái búa ai chan nha. Đầu mình xối một lượt cho mọi người xem, tính ra cũng đẹp nhỉ. Giờ búa A-chan nện xuống đất tung 5 đợt cái gì, chấn động xung kích về phía trước, bla bla tích lũy 5 điểm gây choáng. Ôi mọi người cầm mấy cây này cho brute row ấy, buồn cười lắm. Có biết nick của bạn này có brute row không? À brute row là lửa, nó kiểu nó bong 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 buồn cười cực luôn. Mọi người cầm cây này về chơi có cả pháo A-chan ở đây đây. À, pháo A-chan thì vừa nãy mình vừa mới sâu rồi, có súng đôi A-chan nhưng mà kiếm A-chan thì mình không chắc là có. Mấy cái đồ đấy hình như là vào sưu tầm là mọi người sẽ thấy. Dimension Bonori có skin này, nhân vật này cũng có skin này. Hình viên súng mạch, toàn đồ cổ có nhiều, pháo điện dương. Hết thủ thánh đồ là chiến phái của con bé này luôn. Mọi người thấy không, nó hợp kiểu tông sạch tông, nhiều đao điện hồn. Ok, cây này cũng một thời gọi là gánh team đấy. Bạn nào mà nhớ cái cây miêu đao điện hồn này là đúng chuẩn gọi là OB đấy, chứ bây giờ newbie làm gì biết miêu đao điện hồn cái gì, làm gì biết di vật thánh ba, làm gì biết đến biết đến những cái thứ kiểu cổ lỗ sĩ. Eo ơi bây giờ mà được kiểu ngồi hàn huyên tâm sự với mấy ông OB chắc là cả ngày không hết luôn, hoài niệm vãi chưởng, hoài niệm lắm. Tiếp theo là tim băng. Tại sao mình lại trông tim băng chứ nhỉ? Bởi vì nó có hơi chút chứ. Hơi trượt trước của bạn ấy đã có chấn và full set gear. Ok, vỗ tay. Full gear của hơi trượt trước là cũng hơi bị khó đấy. Đây là con mèo Padophoris. Đây là Lý Tố Thường. Gì đấy, vùng đất chân lý khải huyền và full set. Hơi trượt recent thì bạn đã có cày lên mức rank SS1 tấn công 1497. Willows. Đấy, có cả cái gì Thelema chấn rất vàng. Và nghe không, tấn công 1410. Ok, có Thelema luôn. Và chúng nó có vòng sao bánh xe định mệnh. Bánh xe định mệnh. Elysia Her Chair of Human 1420 kẹp Ego với lại phụ xe Elysia Pristine cũng rất là đẹp. Giáp của Her Chair of Human thì khỏi chê luôn, đẹp vãi. Ăn đứt mấy con va phần 2. Nhìn mấy con va phần 2 trông chán đời. Nhìn Her Chair người ta này, trông nó lực, trông nó kiểu nó là vậy đấy. Ô, xếp tim á, xếp tim thì tim băng phần 1 thì bạn ấy có Lý Tố Thường. Bỏ đồ đâu, Lý Tố Thường không có đồ, Kira cũng không có đồ. Thôi thì không có, bây giờ cầm tim phần 2 thì ai cầm tim phần 1 làm gì đúng không? Cầm Xenadia full gear nữa là tuyệt cả là vời luôn. Tiếp theo thì là tim lửa. Tim lửa thì sắp tới có con Lantern đấy, con lồng đèn, không biết là bạn ấy có định roll hay không. Sắp lửa duy nhất của chúng ta đó chính là AI tấn công 1373 chấn. Và sao lại cầm set này, ghê đâu, ghê đâu ông nội, không có luôn. Nhưng mà thanh niên này được cái là có skin đẹp, đây là bộ giới thiệu nhàn nhã xinh nhỉ. Q uầy, diệt hỏa hồn, ký ức vĩnh hằng. Ok, đây là cái gì, đây là KKK, à đây là cái gì, Coladia full đồ ai cũng có, mà Diantora full gear thường có tinh sơ nhân mã và có skin Sai Gai sao nhiễu loạn Spinatra
Vân Mặc Đan Tâm gì đây sẽ là cầm gạch của Hơi Trường Xuyên Thiền này. Hơi Trường Flame Trần thì chuẩn bị ao với ta rồi. Bây giờ là những Valkyra cũ là ao gần hết rồi. Chúng ta có bộ ba Hơi Trường đời đầu, trừ con Hơi Trường The Void nhé. Chúng ta có Hơi Trường Abrasion, Hơi Trường Thunder với Hơi Trường Flame Trần, là ba đứa đấy là bị thay thế hết rồi đấy, thay thế bởi Linton này, Thelema với lại Luna, thay thế hết rồi. Lửa điện băng. Đúng rồi. Bây giờ là boss của Flameson là Linton, nó nhai đầu ấy, nhai là cái chắc luôn. Gì đấy? Không có đồ à? Xin không có đồ. VKE Kiana Kaslana cũng không có gì. Ủa, thế tìm lửa ở đấy cầm gì? Phải chờ chút full đồ này. AI thì cũng chưa full, DPS thì mình tạm thời chưa thấy có DPS nào ngon cả. Có mấy Hơi Trường Flameson thì Hơi Trường Fidelity thì không thấy có gear đâu. Siren cũng không thấy có gear, chắc cầm Hơi Trường Flameson lên làm DPS hả? Thôi bây giờ roll lên tuần đi. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với cái team lôi. Team lôi thì đầu tiên, what? Thiên Hỏa Thánh á? Tại sao lại cầm Thiên Hỏa Thánh? Ai thế? Ánh sáng lói choa ạp. Ánh sáng chói lóa bầu trời xanh. Oh my god, man. Full gear. Ok, Helia của bạn ấy full đồ. Không biết bạn ấy roll Helia full gear có tốn nhiều pha leo. Nhân vật này thì được bảo hộ bởi ngôi sao thế giới và chỉ có duy nhất một sở kill có tên là cộng vườn dưới vực. Hả? Chứ nó không giống như kiểu những Valkyra khác. Giống như con bé này thì vừa có cộng hưởng dưới vực và vừa có cả bóng sao đồng hành. Sắp tới không biết là chúng ta liệu có thêm những cái vòng sao quái gở nào mới không. Hơi Trường Up Thunder, có đây là Xenadia full đồ đúng không? Ok, full gear rồi, Xenadia rất là ngon. Support lời điện băng vật lý. À không, không có vật lý nhá. Support đao nguyên tố. Nhưng mà chỉ đối áp dụng với lại cái team có vòng sao nhá. Chứ mọi người đừng có cầm Xenadia đi support cho Luna là thấy bà nội luôn đấy. Hay là support cho Phiền Hoàng là cũng ối trời ơi đấy. Xếp team thì bạn ấy có Helia này, có con bé này, có Hơi Xịp trước. Xếp team kiểu gì cũng được. Xếp team với Thelema cũng được. Nhưng mà chưa có Luna nên là boss tụt máu là không gánh được. Và một số boss của Luna cũng không có đánh được. Sẽ phải cầm con bé này thôi. Ok. Tóm lại thì mình thấy bạn này có cái team phần 2 là cũng full đồ rồi, nhưng mà cái team phần 1 là thấy hơi toang. Nhưng mà không sao, có team phần 2 thì bây giờ là vẫn còn thiếu thôi, nhưng mà sau này thì team phần 2 sẽ thay thế hết team phần 1, cho nên là mọi người cứ yên tâm mà nuôi mấy con của vòng sao nha. Bạn ấy có cả sung quê luôn này. Sắp tới chúng ta có thêm một người tổ cộng tác mới, đó chính là con Serapeum đấy. Chắc có thể nhé, đấy là mình đoán là nhân vật đấy sẽ là một nhân vật người cộng tác support vật lý. Đây, con bé này thì là support điện, chưa có support băng với lại support lửa nhá. Xem nào. Bạn này thì level 88 rồi, đang ở khu X. Tuần trước thì bạn này xếp vào 24,43% khi Viridian đánh được 28.853 điểm này. BKE 38.480 điểm và thụ tuần tiết 46.544. Tại sao lại điểm thấp thế? Ít nhất phải được 47 mà. Mình nhớ là mình cầm Thelema với lại team phần 1, Thelema, GK với Kira đấy là còn được 47.000 mấy. What? Thanh niên này lời trai. Thế mình nghĩ là thanh niên này kiểu đánh xong vứt đấy. Không quan trọng, bạn ấy không quan trọng đánh nhiều hay ít, quan trọng là đánh để lấy vật phẩm là được rồi. Không quan trọng là cao hay thấp. Và đang ở vực sen đỏ này. Nghiệp va Kevin thì đúng là cầm chuẩn team này rồi. Hư thụ thần cốt chủ nghĩa vô cũng cầm team này luôn. Nhưng mà hiện tại boss tuần này là boss Abonia Sơ Chúa thì ôi dồi ôi cầm BKE à? Ổn không? Ổn loài lìa. Đúng rồi, bạn này làm gì có Hơi Trường Rebirth, làm gì có team vật lý. Không, team này cầm Thelema đánh cũng không, mình thì mình chưa đánh nên mình cũng không biết như nào. Hay tí nữa mình thử đánh và mình thử lấy đích này đánh xem sao nhỉ. Không biết là có sống được không? Không biết là có ngáp được không? Ok. Mọi người thì nick của bạn nước ép khổ qua như thế nào thì comment xuống bên dưới để cho mình biết. Và mình thì mình nhận xét thì thấy nick bạn này đang chơi những Valkyra phần 2,
thì còn Senadia, Thelema, Helia với lại Coraria Fungia rồi, là cũng là một cái dấu hiệu vô cùng là tích cực để chuẩn bị chơi những Valkyra khác ở phần 2. Nhưng mà những cái Valkyra phần 1 chẳng hạn như là hơi trực Rebirth thì bạn này vẫn còn thiếu, bạn ấy hoàn toàn là có thể roll hoặc là không nhé, bởi vì sắp tới thì có những Valkyra support vật lý khác sẽ thay thế thôi. Và đang để giành được 7200 pha lên, không biết là sắp tới là có roll lên từng không. Và ok, và mọi người nhớ là đăng ký cái trải nghiệm trước phiên bản beta này nhá. Còn bây giờ thì bye bye và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những trải nghiệm game thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người nhớ kéo xuống bên dưới và nhấn like video giúp mình nhá. Nhớ kéo xuống bên dưới và nhấn like nha. Đừng có xem chùa, please.